Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tiết học online của chương trình học kỳ 2 môn công nghệ lớp 8, bài thực hành quạt điện với mục tiêu hiểu được cấu tạo của quạt điện, hiểu được các số liệu kỹ thuật, sử dụng quạt điện đúng các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn. Nội dung thứ nhất, đọc các số liệu kỹ thuật. Trên quạt điện có ghi các số liệu kỹ thuật 220V, 65W, 250mA. Vậy các số liệu này có ý nghĩa gì? 220V đó là điện áp định mức, 65W là công suất định mức và 250mA. Đây là quy cách sải cánh hoặc là kích thước của cánh quạt. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về tên chức năng các bộ phận chính của quạt điện. Mời các em quan sát thì quạt điện có 3 bộ phận chính. Thứ nhất đó là động cơ điện, thứ hai là cánh quạt, ba là thiết bị điều khiển. Nêu chức năng của động cơ điện. Như các em đã biết, động cơ điện thì thuộc nhóm là đồ dùng loại điện cơ. Vậy nó sẽ là biến đổi điện năng thành cơ năng. Động cơ điện nó sẽ là biến đổi điện năng thành cơ năng để làm quay cánh quạt. Chức năng của cánh quạt là để tạo ra gió làm mát. Thiết bị điều khiển ở đây có thể là điều khiển tốc độ quay, thay đổi hướng gió hoặc là hẹn giờ. Trước khi cho quạt làm việc, chúng ta cần kiểm tra hai phần, đó là kiểm tra phần cơ và kiểm tra phần điện. Kiểm tra phần cơ là chúng ta để ý tới phần ổ trục của rotor, động cơ phải quay nhẹ nhàng. Thì kiểm tra phần điện thì chúng ta phải đảm bảo là cách điện tốt, bằng kín. Khi quạt làm việc, để quạt làm việc bền lâu chúng ta cần lưu ý. Đầu tiên, sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn điện, đảm bảo vệ sinh cho quạt. Và đây là nội dung bài viết ở bài 45. Cô mến chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo, bài 46, máy biến áp một pha.